Thưa quý vị, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, các cơ quan công sở trên địa bàn thành phố đã ngay lập tức bắt tay vào công việc. Bên cạnh không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, các cán bộ công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đem lại sự hài lòng cho công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Tại bộ phận một cửa trung tâm hành chính quận Cẩm Lệ, những ngày này, tuy số lượng người đến thực hiện các thủ tục hành chính chưa nhiều, nhưng 100% cán bộ công chức quận đều có mặt và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân đều được cán bộ công chức tại đây hướng dẫn tận tình và nhanh gọn. Cán bộ công nhân viên chức của tổ một cửa của quận Cẩm Lệ thì bài vả tận tình và nhiệt tình chú đáo của các nhân viên đến với những người dân đến khi lồm giấy tờ. Bộ phận một cửa thì không gặp mặt đầu năm, các bộ công chức là ngay từ 7:30 là có mặt tại cơ quan và triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay. Thì cho nên là về anh em cũng đã xác định tinh thần là làm việc ngay từ đầu năm để mà đảm bảo việc phục vụ công dân cũng như giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kịp thời cho công dân trong dịp đầu năm. Năm 2021 là một năm đầy khó khăn cho thành phố Đà Nẵng nói chung và các cán bộ công chức làm việc tại các tổ một cửa nói riêng trước đại dịch COVID-19. Tuy vậy, với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, các trung tâm hành chính từ thành phố đến quận huyện, phường xã đã giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh vừa qua đã đến thăm, động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả và ghi nhận những thành tích của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm hành chính thành phố. Đồng thời khẳng định, năm 2022, Đà Nẵng sẽ tập trung thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, đội ngũ cán bộ công chức bộ phận một cửa thành phố cần tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.